Rồi thì hôm nay trên tay em sẽ có một số cái dụng cụ cho anh em xem. Anh em mình có xem video chưa có đăng ký kênh YouTube thì đăng ký giúp em nha, để chúng ta có thể xem được những cái dòng sản phẩm của một số hãng. Ví dụ như bên em thì chuyên về Kinoni, Simax, Buddy, Tosen, và đặc biệt thì là về Kinoni thì bên em sẽ có một cái showroom bên em hiện tại ở Củ Chi anh em ơi. Thật sự Củ Chi đối với anh em thì sẽ khá là xa. Nhưng nếu mà anh em có nhu cầu mà chúng ta tìm về những dòng dụng cụ thì không nhất thiết là phải là chúng ta đến cửa hàng. Còn nếu không anh em mình cứ việc đăng ký xem qua những cái kênh YouTube của bên em thì em sẽ làm đầy đủ cho anh em xem. Trước giờ bên em cũng làm kênh YouTube cũng lâu rồi nhưng mà thật sự là không có chăm chút. Thì bên em đa phần là bán trên những sàn thương mại điện tử á, cho nên là thời gian kế tới em sẽ đánh về YouTube để giúp cho anh em mình có những cái video xem và anh em dễ dàng theo dõi với những sản phẩm mới nha. Ở đây em có một cái dòng sản phẩm là một cái bộ cờ lê của hãng Kinoni. Đây là cái bộ cờ lê của Kinoni nha. Bộ này thì là cái mã hàng 1062, rất là đẹp. Rồi bên cạnh đó sẽ có thêm một những cái cây chữ T, lục giác chữ T. Đây là cái dạng này là dạng của Nhật, sản phẩm của A của Nhật Bản anh em nhé, 100% của Nhật Bản. Thì nếu mà anh em đã từng mua hàng bên em rồi, bên em đang bán những cái dòng sản phẩm của lục giác A cán màu đỏ thế này của Nhật. Nhưng mà trước đây nó sẽ là những cái dòng ngắn thế này, hiện tại bên em vẫn còn rất là nhiều anh em nhé. Nhưng mà hiện tại thì A đang có về một cái dòng mới, đó là cái dòng lục giác dài thế này, giúp cho anh em mình có thể là chúng ta tháo được những con ốc lục giác ở trong những cái vị trí sâu và xa hơn. Nhờ những cây thế này thì anh em mình sẽ dễ dàng, có thể chúng ta sẽ thao tác dễ. Và những anh em mình đa phần làm về cần những cây lục giác này, đa phần là những anh em về thợ máy á, rất là tuyệt vời. A luôn mang đến cho người dùng một sự trải nghiệm về chất lượng rất là tuyệt vời. Và hy vọng là anh em mình có thể là xem thêm những video bên em. À, bây giờ em sẽ đi chi tiết về những sản phẩm này cho anh em trong cái video này anh em nhé. Đầu tiên thì đây là những cây lục giác A, những cây lục giác của Nhật Bản. Đây các bạn nhìn thấy ha, những cái cây lục giác A này hiện tại bên em cũng có bán rất là nhiều rồi. Anh em nào đã tìm hiểu về bên em thì chắc chắn sẽ biết về những cây lục giác A loại của Nhật Bản thì bên em đang bán. Thật ra thì trước đây nó là những cái dòng ngắn, bên em vẫn duy trì bán những dòng ngắn nha. Còn bây giờ thì nó về thêm cái dòng dài. Dòng dài này thì hiện tại sẽ có một số size thông dụng để cho anh em có một sự lựa chọn cho nó phù hợp. Đa phần những dòng dài này phù hợp cho những anh em mình làm chuyên về bảo trì máy móc thiết bị. Và đây là cái bộ cờ lê. Bộ cờ lê này thì của Kinoni. Đối với bộ cờ lê này thì mình thấy là rất là phù hợp cho những anh em mình làm bảo trì cơ khí, sửa chữa. Hoặc là những anh em mình có mang tính chất là siêu tầm, thích những cái dòng sản phẩm nó đặc biệt, nó khác thường so với những cái dòng sản phẩm bình thường khác. Thì đây là cái chiếc cờ lê các bạn có thể nhìn thấy. Đây là cái cờ lê, bây giờ nó bị mờ quá các bạn, để mình nhặt lại cho các bạn xem. Đây, thì cái thiết kế của nó sẽ hõm vô bên trong nha. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái công năng của cái sản phẩm này nó sẽ tốt hơn, bởi vì cái hình, cái miệng á, nó sẽ ở một cái góc độ khác. Và đây các bạn nhìn thấy những cái size trong một cái bộ sản phẩm như thế này, mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Mình nhìn thấy rất là đẹp. Thật ra những cái cờ lê như thế này thì mình thấy nếu như mà anh em mình sưu tầm á, đem trưng bày á, thì nó phù hợp, bởi vì nó đẹp. Còn anh em mình đem ra chúng ta sử dụng rồi thì nó cũng hơi buồn tí xíu. Nhưng mà chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm tốt, chất lượng thì nó sẽ tạo được cái sự an tâm cho khách hàng, cũng như là sự uy tín cho cái nơi làm việc của chúng ta, và khách hàng sẽ cảm thấy tin tưởng, cảm thấy thích thú. Còn những cây lục giác thế này thì nếu chúng ta có được, chúng ta sử dụng rất là tuyệt vời, bởi vì trong những cái khu vực sâu xa thì chúng ta dễ sử dụng cho những cái trường hợp và những ốc ở khu vực rất là xa ha. Đây các bạn nhìn thấy cái thông số trên cái sản phẩm, ví dụ từ số 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 đó, thì cái cột L2 và cột L1 các bạn nhìn thấy, L1 là chiều dài của phần thân kim loại, L2 là tổng chiều dài của cây luôn. Xin lỗi các bạn, L1 sẽ là cái chiều dài ngang, còn L2 là cái chiều dài phần kim loại, và L3 là tổng chiều dài của cây. Đây các bạn nhìn thấy trên cái thông số, L2 là chiều dài của cái phần kim loại. Ví dụ như cây số 4 chiều dài sẽ là 300mm, còn tổng chiều dài là 350mm. Đây là toàn bộ cái catalog thông số của sản phẩm này của bên hãng sản xuất. Đây các bạn nhìn thấy, thật ra những cái cây A này bên mình bán nhiều lắm rồi, nhưng toàn bán ở độ ngắn thôi. Còn bây giờ thì có dòng dài về rồi, em có nhu cầu chúng ta lựa chọn nha. Đây, quay trở lại cái bộ cờ lê, mình xoay vòng tới vòng lui các bạn. Hơi nhức đầu, hơi chóng mặt tí nha anh em.